người dùng Facebook Việt Nam bị công khai trên mạng. Theo trang TechCrunch, một máy chủ chứa dữ liệu của hơn 419 triệu hồ sơ người dùng Facebook trên toàn thế giới bị dò dỉ trên mạng. Trong số này có 133 triệu người dùng Mỹ, 18 triệu người dùng Anh và hơn 50 triệu người dùng Việt Nam. Điều đáng nói là máy chủ này không được bảo vệ bằng mật khẩu nào, khiến bất kỳ ai cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu này. Mỗi hồ sơ chứa một ID người dùng Facebook và số điện thoại được liên kết với tài khoản. Mặc dù số điện thoại người dùng đã không được công khai trong hơn một năm trước từ khi Facebook tuyên bố hạn chế quyền này, TechCrunch đã xác minh một số hồ sơ trong cơ sở dữ liệu bằng cách khớp số điện thoại của người dùng Facebook đã biết với ID Facebook được liệt kê của họ. Ngoài ra, họ cũng kiểm tra các bản ghi khác bằng cách khớp các số điện thoại với tính năng đặt lại mật khẩu Facebook. Một số hồ sơ còn có cả tên người dùng, giới tính và tên quốc gia. Đây là bê bối bảo mật mới nhất liên quan đến dữ liệu người dùng Facebook sau loạt sự cố kể từ vụ Cambridge Analytica với hơn 80 triệu hồ sơ người dùng bị lợi dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Kể từ đó, Facebook dính hàng loạt sự cố liên quan người dùng, bao gồm cả Instagram, mà hãng này đã thừa nhận. Vụ dò dỉ số điện thoại mới nhất từ hàng trăm triệu người dùng Facebook này khiến họ đứng trước nguy cơ bị các cuộc gọi spam, quấy rối, thậm chí tin tặc có thể lừa nhà mạng chuyển số điện thoại của nạn nhân sang kẻ tấn công để đặt lại mật khẩu các tài khoản bất kỳ được liên kết với số điện thoại đó.